thưa quý vị một thượng úy công an sẽ bị truy tố vì tội cài ma túy nhằm đẩy người vào tù thì đến từ Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố đối với Thượng úy Công an Nguyễn Thị Vẫn là một trong hai bị can trong vụ cài ma túy vào xe ô tô nhằm người, nhằm đẩy người vô tội vào tù. Theo dân Việt, bị can tên là Vững là sĩ quan của Cục Cảnh sát Phòng chống buôn lậu Bộ Công an sẽ bị truy tố vì hai tội, tàn trữ trái phép chất ma túy và vu khống với mức án từ 5 cho đến 10 năm tù giam cho cáo buộc thứ nhất và và 1 cho đến 3 năm cho cáo buộc thứ hai. Nhưng việc dẫn kết luận điều tra cho biết bà Nguyễn Thị Vân là bị can thứ hai trong vụ án có mâu thuẫn với người bạn trai Nguyễn Văn Thiện và hai người không đồng ý trong việc phân chia tài sản chung là khoảng 200 tỷ đồng. Muốn chiếm trọn số tiền này, bà Vân đã thuê Thượng Yếu Vẫn lập kế hoạch đưa anh Thiên vào tù. Để thực hiện kế hoạch này, thì bà Vững đã đưa cho bà Vân một gói chứa 7 phẩy chấm ba gram ma túy và vân đã bỏ vào xe của ông thiện. Sau đó thì bà vẫn gọi điện cho một sĩ quan trong đội cảnh sát cơ động của Hà Nội chặn xe của ông thiện lại để mà khám và tất nhiên là tìm thấy gói ma túy kia. Ông Thiện bị bắt và bị tra khảo trong vòng 8 ngày ở đồn công an, nhưng ông được trả tự do do phía công an không tìm được chứng cứ để kết tội. Sau khi được thả tự do, ông Thiện điều tra và phát hiện ra việc cấu kết giữa bà Vân và bà Vững. Trong vụ này, bà Vững được cho là đôi thù lao 1 tỷ đồng và đã nhận 200 triệu từ phía bà Vân theo bản ghi âm được cho là giữa bà vân và bà vững thì viên sĩ quan này đã từng thực hiện nhiều vụ tương tự để triệt hại người khác theo đơn đặt hàng